Bữa nay tươi xanh như nồi canh luôn. Đây là thành quả của ông chồng mùa giãn cách để tặng cho bà vợ nguyên một đám rau lan. Nhưng mà phát hiện một chuyện bất ngờ luôn á bà con. Qua đậu biếc, không biết con chim lạ nào tỉa xuống đây giờ có cây qua đậu biếc, có qua luôn nữa chứ. Cái thứ mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay để bổ sung trong khu vườn của mình lụm liền. Đội ơn con chim quý đó ghê luôn, tỉa đúng khu vườn của mình. Nó núp núp trong đây phát triển, giờ có hoa tím rịm hết, cưng xỉu luôn. Thích ơi là thích. Bình thường đã đẹp rồi, tắm cho em ấy một ít nước sôi nữa. Lúc này em ấy tỏa sáng cho mình một màu xanh rất là đẹp luôn. Hèn chi biết bao nhiêu người si mê muốn sở hữu em ấy. Bây giờ mình sẽ cho sữa đặc kha khá vào ly, tiếp tục là túi trà vào và mình ủ với lại nước sôi một tí xíu. Mình sẽ lấy túi trà ra và quậy đều nó lên. Mình sẽ bắt đầu pha chế, cho lượng đá vào, tiếp tục trà sữa bên dưới. Cuối cùng là màu hoa đậu biếc bên trên cực kỳ đẹp luôn. Gẹo nó tí xíu cho nó biến sắc chơi. Dễ thương chưa? Wow, một loại nước uống cực kỳ đơn giản, đã vậy tốt cho sức khỏe nữa. Quá trời dễ thương luôn. Cuối cùng mình sẽ hít một hơi thật dài.